Sàn chưa ạ? Bây giờ bạn nào mà nhìn ăn gian nói tôi liền nha. Rồi anh DJ sẵn sàng chưa? Rồi nhạc sôi động vỗ tay quý vị ơi, let's go. Ủa, rõ ràng là tôi thấy trên đây là có 6 cái ghế mà 7 người đúng không các bạn? Mà sao mà dừng nhạc cái vô khớp hết trơn? Để tôi kiểm tra. Rồi, cảm ơn em. Bạn này nói là anh này lớn quá, ngồi xuống hết ghế luôn rồi. Cảm ơn em đã đến với cuộc chơi. Rồi, xin mời các bạn đứng lên. Bây giờ mình sẽ bớt đi một chiếc ghế nha. Sao hai chiếc? Rồi, hiện tại là chúng ta đang còn 6 người. Vâng, hiện tại chúng ta đang còn 5 chiếc ghế và 6 thí sinh. Thì ai sẽ là người cuối cùng nhận được món quà từ shop Kana House ạ? À? Ok, anh chỉnh nhạc đẹp trai lên nhạc kem. Mình có thể nào đi nhanh một xíu không các bạn? Càng ngại càng khó chứ đúng không? Thì như quý vị cũng đã thấy rồi đó, anh này anh ngồi có nửa cái mông à. Cảm ơn bạn đã đến với cuộc chơi. Vâng, vâng. Tôi sẽ bớt đi thêm một chiếc ghế nữa. Rồi xong rồi, mình phải đứng lên. Đây. Đây. Vâng, càng ngày là càng gây cấn rồi nha mấy bạn. Đây, ban tổ chức chúng tôi rất là chu đáo. Thì thấy các bạn này lên chơi mà không có khẩu trang gì, ban tổ chức sẵn sàng phát khẩu trang cho các bạn nha. Rồi. Bạn này mới kêu là có hạng nhất hạng nhì được không? Thì để tôi suy nghĩ cái đã. Rồi, bây giờ là hiện tại là 5 người, 4 chiếc ghế. Ok, lên nhạc. Vâng, cảm ơn em rất nhiều. Yeah. Vâng, mà càng ngày là càng là gây cấn hơn rồi mọi người ơi. Rồi thì bây giờ thì Hà Tùng xin được phép là sửa cái quy tắc cuộc chơi này. Bây giờ là mình nhảy là đông đảnh nha. Nhảy vậy được không các bạn? Được không? Được thì hô lên được không? Ok, lên nhạc chơi luôn. Ok, cảm ơn em. Và còn 3 thí sinh cuối cùng mọi người ơi. Trải qua 80 vòng thi thì hiện nay chúng tôi là còn 3 thí sinh xuất sắc nhất. Thì ai sẽ là người nhận được cái món quà đến từ Kana House của bạn Thanh Đặng đây? Đây. Trên tay mình là cầm sẵn luôn, bạn nào thắng cái đưa luôn. Rồi, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Càng ngày là càng khó nha. Rồi, ok. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em đã đến với cuộc chơi. Vâng. Đây. Khúc này nó mới căng nè các bạn. Còn có một cái một hả? Còn có một cái ghế. Khúc này nó cho công bằng, nó xài giải này. Đúng rồi, anh ban tổ chức rất là chu đáo luôn.
Lạng quạng là lớn một cái là văng luôn. Đây, hai bạn đứng gọng gọng xíu chứ đứng gần qua chụp cái ghế người ta nhả vô luôn à. Cái này là mình phải kỹ thuật ngồi lên thiếu không em? Rồi gọng gọng ra đứng lùi lại. Rồi, ok, xin mời lên nhạc. Rồi, đứng lên, mời hai bạn đứng lên. Rồi, đứng lên. Rồi, thì bây giờ nói chung á, là MC là tôi mới ngoái đầu quên đây là hai bạn này ngồi luôn. Rồi, giờ tôi cho các bạn khán giả dưới chấm điểm nha. Rồi, thì bây giờ mình chỉ cần hô lớn rồi này. Ai nghĩ là bên đây, vô tay lên. Chà, không đông dữ. Còn ai bên đây? Ai bên đây? Ai bên đây? Trời ơi, fan nhiều dữ vậy. Em ở đâu? Dạ, em ở Patri, trường trung học Phú Hưng Phan Liêm ạ. Em là nhóm gì? Dạ, Quang Tri ạ. Yeah, và sau một hồi thảo luận thì ban tổ chức xin có hai món quà. Món quà dành cho người đạt giải nhì. Và đây. Một chào hết tay thằng lớn nữa không ạ? Yeah, thì cảm ơn các em rất là nhiều ạ.